Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Nay mình có về trên tay được một chiếc Seiko cực kỳ đẹp. Chiếc Seiko này là một chiếc mới nhất được giới thiệu vào tháng 4 năm 2021 và bên mình phải về luôn để cho nó nóng. Đó. Chiếc này thì khá là đẹp, và đây mình sẽ cùng mở ra, thậm chí còn chưa ghi ngày luôn. Mới 100% anh em nhé. Đã luôn này. Chúng ta sẽ có đây là một chiếc Seiko Diver với mã là SBDC139 với mức giá là 143.000 yên chưa thuế. Thuế má vào nó sẽ loanh quanh khoảng 160.000 yên. Và 160.000 yên thì nó khoảng tầm 36 37 triệu nếu như các bạn ship về Việt Nam. Thì chiếc này thì là một chiếc thuộc dòng Diver Prospect và nó sẽ có cái cây 62 mask cực kỳ đẹp. Đó. Nếu như các bạn theo dõi không lâu gần đây thì mình có chiếc SBDC105 thì nó cũng sử dụng cái thân này, và trước đó thì sẽ có mặt gel và nó sẽ có cái dây cao su, còn chiếc này của mình thì có mặt đai ở màu trắng rất là đẹp và chúng ta sẽ có một cái niềng dạng ceramic. Tuy nhiên là niềng này thì đặc trưng của dòng Prospect rồi, nó không có. Các bạn có thể thấy cái niềng này trên những cái dòng SBDC rất là nhiều. Và cái màu phối, quan trọng là cái màu phối ở trên chiếc đồng hồ này thì nó rất là đẹp. Nó là màu trắng phối hợp với cả màu xanh. Và xanh này của nó là kiểu xanh navy kết hợp xanh ngọc, rất là tuyệt vời. Đó. Chiếc này có size cực kỳ yêu là size 40.5mm với sử dụng cây là 62 mask. Với cây này thì các bạn sử dụng sẽ rất là tuyệt vời luôn. Và chiếc này thì tay anh em chỉ cần khoảng... nếu như tay anh em nào mà tầm khoảng tầm 16cm là chúng ta đeo chiếc này đẹp rồi, thậm chí cả 15.5. Chiếc này sử dụng bộ máy mới của Seiko, đó là bộ máy 6R35. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có 24 chân kính, có 21.600 tần số động, và các bạn sẽ có thời gian tích cót được nâng lên đó là 70 giờ so với bộ máy 6R15 cũ. Lên tay rất là đẹp với cái case thép và bộ dây thép của chúng ta. Đó, các bạn có thể thấy là chiếc này lên tay cực kỳ tuyệt vời. Và mình khuyên là anh em nếu mà tay khoảng 16cm thì chúng ta đeo chiếc này thì sẽ là ok các bạn nhé. Dây và khóa của nó còn nguyên siêu. Và khóa của nó là khóa Diver. Đây, khóa thép đúc luôn các bạn nhé. Và khóa thép đúc này, Diver này. Chúng ta dập hai nấc này. Đó. Đáy sau thì dĩ nhiên là kín rồi. Với những cái dòng Prospect này thì đáy sau là kín. Chiếc này là một chiếc Limited Edition. Tuy nhiên là nó là dòng không đánh số của Seiko. Nó sẽ chỉ được sản xuất với một số lượng nhất định thôi. Tuy nhiên họ không đánh số vào đây. Nó ghi rõ Limited Edition ở đằng sau. Được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản các bạn nhé. Chiếc này thì bên mình đang có cái mức giá khá là tốt so với cái giá hãng. Đó là 32.500.000. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Seiko SBDC139 này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Các bạn mua sẽ tiết kiệm được khoảng tầm vài triệu, khoảng tầm 5 triệu so với nếu các bạn mua hãng các bạn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.